Mày có thích lên chùa không? Nó bảo nó không thích lên chùa. Cho bà địa ngục nha. Nó bảo vâng, cho bà địa ngục. Bệnh của cô là đến hôm nay là cô được 9 ngày là cô đỡ được 80-90% rồi. Vâng. Ngã từ nóc chùa lợn ngã xuống lại còn xuống một phân. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt Đến Rồi. Vâng thưa quý vị, thì quý vị có thể thấy là hôm nay Phúc Lâm Bảo Đường có gì lạ không ạ? Vâng, cái tấm biển ở ngoài đường này thì Đạt đã cho gỡ xuống quý vị ạ. Tại vì là cái tấm biển này ấy, thì là cái tên của nó là cái tên cũ là Phúc Lâm Đường. Thế cho nên là vừa rồi thì cũng có rất là nhiều bệnh nhân khi mà đến với Phúc Lâm Bảo Đường ấy, thì họ nhìn thấy cái tên là Phúc Lâm Đường này thì là nhiều người hoài nghi là à đây không phải là Phúc Lâm Bảo Đường mà tôi muốn tìm đến để điều trị. Đạt cho gỡ cái tấm biển này xuống để mà thay vào đó là một cái tấm biển có chữ Phúc Lâm Bảo Đường rất là lớn để cho quý vị có thể là dễ dàng nhận biết. Nhiều bệnh nhân khi mà đến đây ấy, nhìn thấy cái tấm biển là Phúc Lâm Đường này thì họ sẽ quay xe luôn. Tại vì là cứ tưởng là đến nhầm một cái cơ sở khác. Đấy, cho nên là Đạt sẽ để cái tên là Phúc Lâm Đường thật lớn ở đây để cho mà ai đi qua thì cũng có thể nhận ra. Và hai nữa là Đạt muốn là để cho họ hiểu rằng là Phúc Lâm Đường này là một cái địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần Nam Dược Phúc Lâm. Đó, thì ở trong cái Phúc Lâm Bảo Đường này thì có một cái phòng chẩn trị y học cổ truyền. Để mà theo đúng quy định ấy, thì là Đạt sẽ phải có những cái hồ sơ thủ tục giấy tờ cũng như là có những cái biện pháp để mà làm sao để đúng quy định. Thế còn những bệnh nhân khi mà đến đây ấy, thì họ chỉ quan tâm nhất ở cái là cái sức khỏe cải thiện thôi. Thì cái hiệu quả của Phúc Lâm Bảo Đường như thế nào ấy, thì là Đạt cũng đã đăng tải lên kênh rất là nhiều. Phúc Lâm Bảo Đường sẽ làm việc từ 5:30 chiều đến 9:00 tối là theo đúng cái như trong giấy phép hoạt động cho phép. Từ thứ bảy và chủ nhật thì là sẽ làm cả ngày quý vị ạ. Đấy, thì quý vị nào mà chuẩn bị đến Phúc Lâm Bảo Đường để điều trị thì quý vị hãy lưu ý cái thời gian làm việc của Phúc Lâm Bảo Đường. Và Đạt cũng đang thì cố gắng hoàn thành cái hồ sơ giấy tờ thủ tục để mà làm sao mà Phúc Lâm Bảo Đường có thể là hoạt động trong cái giờ hành chính để phục vụ tất cả quý vị bà con. Tại vì là Đạt cũng biết được rằng là cũng có rất là nhiều bệnh nhân đang muốn tìm đến đây để điều trị các bệnh liên quan đến cơ xương khớp. Thì thật sự với quý vị là Đạt cũng chưa bao giờ lên kênh nói rằng là Phúc Lâm Bảo Đường là chữa bách bệnh cả. Đấy, Phúc Lâm Bảo Đường thì chỉ có điều trị các bệnh liên quan đến cơ xương khớp này, bệnh gan thận dạ dày. Đấy, thế còn cũng có rất là nhiều những khán giả, bệnh nhân gọi điện đến để mà hỏi những cái bệnh Phúc Lâm Bảo Đường là không chữa được thì bên Phúc Lâm Bảo Đường cũng không nhận. Ví dụ như bệnh là ví dụ như ung thư chẳng hạn. Ung thư thì chả có ở đâu để chữa được cả. Rồi thì cũng rất là nhiều cái bệnh khác nữa. Đấy, thì cho nên là Đạt muốn là giữ được cái uy tín của Phúc Lâm Bảo Đường ấy, cho nên là không phải là bệnh nhân nào là Đạt cũng nhận. Đấy, và đặc biệt là cũng có một số cái phản ánh bệnh nhân là đến đây điều trị 3 ngày không khỏi người ta ra về. Xin thưa với quý vị rằng là quý vị đã xem kênh Đạt Đến Rồi thì quý vị cũng đã hiểu được rằng là nếu mà chữa 3 ngày ấy, thì Đạt đảm bảo rằng là ở kể cả bệnh viện hoặc là tất cả các cơ sở khác thế thôi, không bao giờ mà cải thiện được ngay được. Đấy, nếu mà 3 ngày mà cải thiện được thì có mặt thuốc tiên. Lại còn một cái trường hợp nữa là bệnh nhân chữa ở đây là họ phản ánh là bệnh nhân chữa ở đây 7 ngày mà hết gần 20 triệu. Thì cái điều đó là quá vô lý. Tại vì sao ạ? Tại vì là riêng cái tiền ở nhá, tiền ăn ấy, tiền ăn ở thì là 150.000. Thì nói thật sự với quý vị là riêng cái tiền 150.000 thì lo cái tiền ăn. Đấy, rồi thì là tiền điện nước, rồi thì chi phí vệ sinh các thứ thì nó cũng đã hết rồi. Nhưng còn tiền ở thì Đạt không thu. Đấy, thế còn về vật lý trị liệu ấy thì là 250.000. Thế tổng cộng là một ngày là 400.000. Đấy, cả ăn ở và điều trị thì là 400.000. Thế còn tiền thuốc sử dụng trong một tháng ấy, thì là nó dao động từ 1.800.000 đến 2.400.000. Thì quý vị bảo là tính như thế nào mà lại 7 ngày mà hết được tận gần 20 triệu. Đấy, thì cái điều đấy là Đạt thấy là quá vô lý luôn. Và kể cả như nếu như đó là bệnh nhân thực sự thì Đạt sẵn sàng đứng ra để đối chất, để xem là liệu rằng là cái thông tin đấy có phải là thật sự hay không. Đấy, thế còn thưa quý vị là nhiều bệnh nhân người ta đến đây thì người ta cũng quan tâm nhất đến cái vấn đề là cái sức khỏe của người ta. Người ta muốn được cải thiện sức khỏe. Chứ còn bây giờ là nếu như mà đến đây ấy mà cho người ta ăn mâm vàng đũa bạc đi chăng nữa mà sức khỏe của người ta không cải thiện thì người ta cũng không cần đâu. Và cái hai nữa là Đạt cũng biết được rằng là những bệnh nhân về đến đây để mà điều trị thì là cái kinh tế của họ cũng hầu hết là những bà con hoàn cảnh cũng rất là khó khăn.
Cho nên là Đạt cũng muốn làm sao để cho mà cái chi phí điều trị nó được giảm tối đa, quá trình điều trị nó sẽ cũng là tối đa để cho mang lại cái sức khỏe cho bà con. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một trường hợp của một vị bệnh nhân đến từ Tuyên Quang. Thì cô có thể chia sẻ cho cháu cũng như quý vị khán giả được biết là cô tên là gì và cô đến từ đâu Tuyên Quang không ạ? Cô là Đặng Thị Trung, cô đến từ Tuyên Quang. Cô ở đâu Tuyên Quang ạ? Cô ở Mỹ Bằng, Mỹ Bằng. Sơn, Tuyên Quang. À, vâng. Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang. Thế thì trước khi đến với Phúc Lâm Bảo Đường thì cô bị gặp vấn đề gì hả cô? Cô bị thoái hóa ba đốt sống cổ này, cô bị cong cột sống này. Vâng ạ. Mới thì cô bị cái gai khớp vai. Vâng ạ. Mà cô tê hai tay. Vâng. Đấy. Thế thì trước đây là cô đã đi khám và điều trị ở đâu chưa? Cô đi chữa khắp nơi nơi rồi. Vâng. Chắc là cũng khá là tốn kém đấy nhỉ cô nhỉ? Cô mới lại lấy một liệu trình 3.6 triệu thuốc cô vẫn để ở nhà, cô chưa uống. À, lấy của một bên khác đúng không ạ? Cô lấy ở tận mãi trong Đà Nẵng cơ. À, vâng. Thế thì sau khi mà điều trị ở đây thì cô thấy là cái sức khỏe của cô được cải thiện như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho cháu và khán giả được biết cái hiệu quả của Phúc Lâm Bảo Đường. Nói chung là ở đây là các bác sĩ rất là nhiệt tình. Nói chung là bệnh của cô là đến hôm nay là cô được 9 ngày là cô đỡ được 80-90% rồi. Vâng. Đấy, trước khi cô lên đây là cô bị đau một nửa đầu. Vâng ạ. Tê hai tay. Nhưng mà cô lên đây bây giờ cô mới nói thật với cháu là 3 ngày là cô đã cảm thấy là cô đỡ được 70-80%. Dạ vâng. Nhưng đến hôm nay là nói chung là 100% thì không dám nói đúng không? Vâng. Thế cô chỉ nói là 80-90% thôi. Vâng ạ. Bây giờ là nói chung là sức khỏe của cô tay chân là nó không tê nữa. Vâng. Mà nói chung là đầu óc của cô là bây giờ nó rất là nhẹ nhàng rồi. Vâng. Ừ. Thế trước đây là cô có bị mất ngủ không? Cô có mất ngủ. Cô hình như là tối cô chỉ ngủ được lúc chập tối, còn bắt đầu từ có hôm là cô thức từ 2 giờ mà đến tận 4 giờ là cô thể dục rồi. Vâng. Nhưng mà từ hôm bắt đầu lên đây là cái hôm mà đầu tiên là bác sĩ Ung làm cho cô ấy là cô ngủ một mạch gần đến sáng luôn. À, tuyệt vời. Ừ. Đấy. Thế đấy. Còn cái tình trạng tê tay này là cô bị khoảng bao nhiêu năm rồi ạ? Tay thì cô tê tay là cô mới thôi. Vâng. Cô mới là bắt đầu cô đi lên đây luôn. Vâng. Ừ. Thế thì còn bây giờ là tay của cô có còn bị tê nữa không? Không, tay cô không tê nữa. Vâng. Bây giờ nói chung là rất là ổn mà. Vâng. Ừ. Thế là chứng tỏ là cái sức khỏe của cô cũng cải thiện rất là nhiều rồi. Ừ. Thế là mình chưa được mấy ngày nhỉ cô nhỉ? Cô hôm nay là 9 ngày. 9 ngày. Ừ, cô đã vâng. 9 ngày rồi. Đấy. Kính thưa quý vị, thì ở trên kênh Đạt đến rồi ấy, thì là Đạt cũng đã phỏng vấn hàng trăm bệnh nhân đã điều trị ở tại Phúc Lâm Bảo Đường và cái hiệu quả thì không thể nào bàn cãi được rồi. Thôi cháu chúc mừng cô nhé. Rồi, cô cảm ơn. Nói chung là ở đây các bác sĩ rồi từ các cô nhà bếp nói chung là rất là nhiệt tình. Vâng. Phục vụ đến nơi đến chốn, chỗ ăn chỗ ở nói chung là sạch sẽ gọn gàng. Dạ vâng. Nói chung là cô cũng đi nhiều rồi nhưng mà cô thấy ở đây là rất là phục vụ rất là nhiệt tình với bệnh nhân. Dạ vâng. Đấy. Không có chỗ nào được như ở đây đâu, thật đấy. Vâng. Đấy, tại sao mà Phúc Lâm Bảo Đường lại đông bệnh nhân đến như thế? Tại vì là cái hiệu quả và những cái tác phong làm việc nó hoàn toàn khác. Ừ, nó cũng khác hoàn toàn mà. Mình nên lên đây cái khí hậu nó rất là trong lành nhá. Cô rất thích ở đây. Vâng. Cô định ở hơn 10 ngày cơ thôi nhưng mà thôi, nó cũng đỡ được 80-90% rồi. Vâng. Bệnh nhân cũng đông đấy. Vâng. Cô cũng về xong có thời gian thì cô lại lên tiếp. Dạ vâng ạ. Ừ. Vâng. Thế rồi cô cảm ơn cháu nhé. Cảm ơn cô ạ. Vâng. Vâng. Vâng, thưa quý vị, thì Đạt mới tiếp nhận được thông tin ấy là thầy Hồng đang bị tai nạn rất là nặng quý vị ạ. Là nghe thầy chia sẻ là thầy bị ngã từ trên nóc nhà xuống và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cột sống của thầy. Thầy cũng đã đi viện mổ rồi quý vị ạ. Thế còn thông tin như thế nào thì quý vị hãy cùng theo chân Đạt vào nhà thầy Hồng nhé quý vị nhé. À, hôm nay thì Đạt có mang theo cả cái cao đắp cho thầy Hồng. Là thầy nói là thầy sau khi mổ là cũng đang rất là đau. Thì cái cao này thì có cái tác dụng là khi mà đắp vào ấy là nó sẽ giảm đau rất là tốt và nó không gây tác dụng phụ quý vị ạ. Các chú ạ. Thầy Hồng ơi. Thầy vẫn còn đang nằm ở trong nhà đây. À, chào bà ạ. Thầy chú. Vâng. Đây, hôm nay con ra mang cao đắp cho thầy đây này. Thầy bị thế nào? Bây giờ là đau chẹt ở hai móng đít này. Vâng. Đây con đang quay video này, thầy chào quý vị khán giả đi. Chào mẹ khán giả của kênh Đạt Đến Rồi. Vâng. Thế thầy bị thế nào? Ngã từ trên cái máy chuồng lợn ngã xuống, ngã ngồi. À, cái tức con là máy chuồng lợn chứ không phải máy nhà. Ở máy chuồng lợn thì chuồng phân thì đi xuống thì con gà ngã xuống phân. Ngã xuống phân, ngã ngồi. Vâng. Thế bây giờ tầm này tuổi rồi thì thầy trèo lên chuồng lợn để làm gì? Thì
thì con nhấp nó nở trên ý thì mới rơi xuống. Thì thường là còn nhiều thì nó xuống thì nó cái mái nóc nhà nó mới sôi xuống cái mái trong lợn. Thì nó mới ấy. Thế là gà nó để ở trên mái chuồng lợn. Mái chuồng lợn. Thế cái mái chuồng lợn này nó cao không thầy? 2 mét. Ui dồi. 2 mét rồi ngã không ngồi. Đấy. Ngã ngồi thì nó mới xích một tí xương sống số 12 ở lưng. Đốt sống lưng. Thế là bây giờ là thầy còn đau ở những chỗ nào này? Đau hai bên này. Đâu nằm úp xuống cho sân. Bây giờ đi lại có khó khăn không? Đi lại vẫn phải chống gậy. Đây này. Hai bên này này. Đâu cho tháo ra cho kiểm tra xem nào. Ôi ạ. Thưa quý vị, là rất là nhiều quý vị khán giả theo dõi kênh Đạt Đến Rồi thì cũng có biết thầy Hồng qua cái video mà vị bệnh nhân bị ma làm đấy, thì là thầy cũng vào để phân tích và cũng rất là nhiều khán giả đây, có liên hệ với thầy. Hai bên này này. Hai bên này. Đây ạ. Là mổ ở giữa. Đây, hai đây bên này. Mổ ở đâu? Mổ ở đâu nhà bà nhỉ? Bà cụ bảo. Mổ nó hằn rồi. Nhưng mà mổ nội soi à hay là thế mổ nào mà lại chẳng thấy vết mổ đâu? Mổ nội soi. Thế đâu nó à? Mới đổ bê tông vào. Mổ ở chỗ nào? Sống lưng này. Đây. À đây à? Mổ mà lại không có vết mổ nhỉ? Mổ nội soi. À mổ nội soi à? Đấy có hai cái tí thế thôi. Đây này nó đâu? Tí có hai cái tí. Đây là đâu hai cái rồi. Đây này. Đây hai cái tí này hằn rồi. Đấy, nó mổ có bao nhiêu thế này, bằng hai đốt ngón tay thôi. Thế ạ. Mổ nội soi. Vâng, mổ nội soi à. Bây giờ là đau hai bên này này, đau thốc hai bên này. Đấy, nó ngã, nó trồn xuống, nó đau hai bên này. Vâng. Đâu, thì đau nhất ở vị trí nào? Đây, hai bên này. Cái mông đây. Này. Đây, hai bên này. Đây đúng không? Đây đúng không? Đây. Đây này, đây à? Đấy. Nó ngã, nó trồn xuống. Rồi, thầy cứ để đấy. Con đắp cao luôn cho thầy nhá. Này. Đấy, đây là cái cao đắp cao đắp xương khớp của Phúc Lâm Bảo Đường đây. Đau chỗ nào thì đắp ở đây chỗ này. Đấy. Đây. Bà cho con xin cái đũa đi bà. Vâng, lấy cái đũa để đắp cho thầy. Cái này thì nói chung là nó sẽ giảm đau rất là nhanh. Nên là nó đau gà hẳn. Và không gây cái tác dụng phụ. Thế là bị mấy hôm rồi thầy nhỉ? Nó phải đến gần tháng này rồi. Gần tháng này, đấy. Con dạo này bận công việc cũng chả đi ra thăm thầy được. Dạ. Vâng, đây ạ, đúng rồi. Đâu, đây gì thầy? Đây gì? Đây mấy cái chỗ vừa lại, đây. Đây mấy chỗ này. Đây đúng không? Hai bên đấy. Đây. Nào thầy. Này nha, đắp cao cho thầy này. Đây gì? Đây nữa. Đây này. Cho tay này. Vâng. Đắp cái này thì nó sẽ rất là nóng đấy. Nhưng mà thì nó trong tàn. Chỉ từ giờ đến tối thôi, đến chiều thôi là thầy đã cảm nhận được rõ rệt rồi. Cái cao này thì bệnh nhân cũng sử dụng rất là nhiều rồi. Và cái hiệu quả của nó thì không thể bàn cãi nữa. Cái hôm xưa cái ông bây giờ là đi lại là phải chống gậy à thầy? Đi gậy, chống cái gậy này. Rõ khổ. Hôm xưa bác sĩ bảo mổ banh ra thì phải nhập ninh. Vâng. Lại làm đâu nào đấy sợ nó thối thịt. Vâng. Thế này sang năm mới mổ lại. Bây giờ hai con đường thì mổ cho nhà mổ nội soi đổ bê tông á. Thế hết 52 triệu thì ông đổ nào bảo. Báo cáo bác sĩ là để em đổ bê tông. Ôi, thầy đổ bê tông hôm nào mà chả gọi con ra. Đấy. Có cúng bái gì không? Đổ bê tông. Đổ bê tông đi bác sĩ. Cái gì à? Người ta bơm vào thì nó đóng ngay vào, người ta gọi là đổ bê tông. Thì còn tưởng là đấy, đổ bê tông thì đổ bê tông công trình nào mà thằng lại em gọi con ra. Thằng em con bà cô bảo anh đừng có mổ phong, và anh phải đổ bê tông vào vợ. Mình làm không khéo lắm. Không bằng con chợ. Chợ đường là khéo lắm. Con gì béo béo nhá. Vân. Vân là chuyên nghề rồi.
Đấy, một chỗ nha. Bên này, đây đây. Đây đây, ở trên này nữa này, đây đúng đây, không? Đây 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 đây, đầu lắm, đây 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 đây. Cái này là đau chỗ nào thì mình dán ở chỗ đấy thầy nhá. Đấy đúng rồi. Đấy. Thầy nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhưng mà vụ này là đi mổ hết bao nhiêu tiền? 52 triệu đấy. Úi giời ơi. 52 triệu. Về đi mượn tái mượn thùng đấy. Đánh cho cái thằng nó đẩy cho 200 nữa. 200. Ơi, nhưng mà con cho thầy thuốc này thầy dán ở chỗ nào là đau nhất thì mình dán nhá. Nhưng mà đừng có dán vào ví nhá. 52 triệu là cũng đau ví đấy. Mang ra dán vào ví chứ giờ. Cái ông mẹ ấy kìa, mày thì nó mày xem mà ông cái đạt. Đạt ạ. Dạ. Xem cái ông kia cái. Vâng. 2 triệu tiền đút nóc với 45 triệu tiền mổ. À. Vậy là 52 triệu. Vâng. Là 52 triệu. Đấy là rõ ràng như thế. Vâng. Đây này. Đây. Đây đây đây. Còn đau bên những cái đống nó ngã xuống nó trồn rồi, còn cái đống mổ là không việc gì nữa. Vâng. Đấy tí nữa đạt xem cho cái ông ấy kia nha. Đây gì? Đây gì không? Đây 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 chỗ này. Đây này. Đây đúng không ạ? Đây, đây đúng không? Đây, 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 trông đau lắm. Ừ. Xem họ chồng ông kia được thì ông đi vào nhà mình lấy thuốc. À. Thế ông mổ xong là ông có phải uống thuốc gì không? Ôi trời, hôm xưa ông về uống hết thuốc ấy thôi. Thuốc Tây đúng không? Ừ. Được rồi, thế thì đấy, còn sơ suất quá, hôm nay đáng nhẽ về mang cho ông mấy lọ Phúc Lâm Can ấy, cho ông uống ấy. Tại vì mình uống thuốc Tây vào là nó sẽ ảnh hưởng đến gan. Hôm nay bỏ rồi. Vâng. Thì uống cái Phúc Lâm Can vào này nó sẽ thanh lọc được cái gan cho mình. Hôm nào bạn thằng Phong luôn em vào nó đưa cho nó. Vâng, vâng. Tan quan được nó gầy trơ rồi, dạo này chỉ được ngoài 40 cân, mọi hôm 54 cân là hơn 40 cân. Ông bị hao mất mấy cân? Không biết, mọi hôm thì cân thì được 54-55 cân rồi. À. Kia bà ông kia ông mổ hai con cổ còn tay, bây giờ ông bị liệt chân, ông bị liệt đấy. Đấy. Ông hôm bị ngã đấy có ai biết không? Đẩy người đi hàng xóm để biết. Rơi hẳn xuống đống phân à? Ừ. Ngã ngồi. Úi giời ơi. Đấy mà ngói nó vẫn còn đấy. Thế có bị thụt hẳn xuống hố phân không? Thụt hẳn xuống hố phân thì mới thay quần thay áo mới gọi mày đấy, mày cho. Cho đừng trong phòng ra đấy. Đấy, từ giờ đến chiều là ông sẽ cảm giác nó khác ngay luôn. Nó sẽ hết đau luôn đấy. Còn ở chỗ nào nữa nhỉ thầy nhỉ? Đấy, hết rồi. Ở đây có đau không? Đấy, bóp thì là đau. Đấy. Buốt không? Buốt. Dán tiếp ở chỗ này, mất công dán. Úi dồi ôi, nghe ông thông tin mà con hoảng quá, tưởng là ông bị làm sao nữa. Hôm ấy mới đập đầu vào cái bờ tường thì cũng chết rồi. Thế tao mày gọi điện cho mày ngay thì con gì là. Thế là trong cái rủi là cũng có cái may đấy nhỉ. May không chết. Ủa đau quá, đầu chôm đâu trỏ. Xong về những người bảo thế là tôi chạy bệnh viện là chết. Thì bọn nó bảo phải đi bệnh viện Nam đi thằng. Bệnh viện Nam chết bây giờ chúng em chỉ 2 ngày là đi làm giúp xong là xong. Xong bệnh khóc. Ôi, những rồi. Cái trường hợp mà ngã tai nạn này là phải đi bệnh viện ngay để chụp chiếu. Mình xem để xem mình biết được. Hôm mới là chụp chiếu đi ở Quảng Ngoài chụp chiếu rồi. Rồi, được rồi thầy. Đấy, bây giờ nằm ngửa ra, thư giãn đi. Đây. Ui, từ. Thế nào? Đây để con cất cái lọ cao này đã. Thế là nghe thầy thông tin ấy là từ cái khi mà lên cái clip kia là cũng rất là nhiều khán giả liên hệ với thầy đấy nhỉ? Ừ. Họ có nhờ thầy... Đặng trong Kiên Giang nó gọi ra đây, nhà thằng trong Kiên Giang, nó, nhà ông thầy nó bỗng điện càng ngày càng rồ kìa. Nào, thầy quay ra ngoài này để nói chuyện giao lưu với khán giả ra. Đau. Ai ơi, đau quá. Đây này. Đấy, thưa quý vị là một cái gọi là tai nạn rất là lãng xẹt. Ngã từ nóc chuồng lợn ngã xuống lại còn xuống một phân. Rồi không sao. Quay là cái thằng ở Kiên Giang ạ. Vâng. Tao bảo ông khỏi đi, ông bảo ông hộ con mấy dạo này. Con rồ quá rồi, cái ông bỗng điện cho con bị rồ quá chỗ gần nhà Hải á. Vâng. Thế ông hộ con bảo ôi trời chịu. Dạo này chả đi được chịu. Khối người gọi. Và hôm qua cái ông 85 tuổi bên Vĩnh Phúc, ông bảo ông xem một cái ông lấy cái điện thoại ở đâu mà ông có duyên này. Ông có xương con mà ông bao nhiêu tuổi, ông 84 tuổi mà
con xem cái kênh của ông Đạt đến rồi ạ. Vâng. Ông xem cái ông ở Vĩnh Phúc ạ. Vâng. Mời cái bà ông qua 60 tuổi, 50 tuổi ông ở trong miền Nam ạ. Em ít tuổi hơn ông cũng anh cố chị với em làm gì. Vâng. Bà đâu mà. Bà xem cái kênh này này ông mà tôi xem cái kênh của em xem cái kênh Đạt đến rồi mà cái ông cũng ở bên Vĩnh Phúc ạ. Mà ông cũng nào mà hay thế. Thế ở trong này đón mỗi cái ông nhổ nhàng cũng chả đến nơi đến chốn mà ông nào vào chuyến với nhà chúng con để cho nghỉ đi. Vâng. Thế cái cao này thầy nhá. Thầy nhớ là đau ở chỗ nào thì mình dán vào chỗ đấy nhá. Đấy. Mình quyệt quyệt xong rồi lấy cái này nó dán lại để cho nó cố định ấy. Đấy thế thôi. Thì sau khoảng độ qua ngày mai sang ngày mai thì mình lại bóc ra. Đấy. Thế còn đấy vừa rồi là cũng chắc là nhiều người gọi cho thầy đấy thì là có nhờ những cái việc như thế nào thầy để chia sẻ cho quý vị khán giả được biết. Nhiều người nên đến gọi là xem hộ là gì nhỉ? Mồ mả hả? Mấy trong nhà này có một người rò. À. Có một cái bông. Bông bông tàu. Xong nó đến nó thăm mình ở bệnh viện Nam ạ. Xong nó nhập vào lệnh mãi nó bảo chả nó chả nghe, ngọt chả nghe mới sưng mà bố mày nói mày tát cho hai cái nó bảo mày ở đâu? Nó bảo ở bên cạnh nhà hàng xóm là bông người tàu. Nó nói tinh nói người tàu xong quay ra nó bảo mày nên chùa hay mày thích nên chùa, bố mày cho nên chùa, nó bảo nó không nên chùa. Mày thích bằng địa ngục không? Mày buông tha này nói ra nó mà thích bằng địa ngục đến 10 phần bây giờ là thằng ấy được 80% rồi. Hôm xưa nó lại sang đây để chơi. Thế là đấy là cái câu chuyện mà thầy trao đổi với cả cái con ma đấy. Con ma ấy. Thầy nói chuyện với con ma đấy. Con ma ấy là bác sĩ cũng ở với Việt Nam tầng 8 á, thì bác sĩ cũng được quay điện thoại mà bệnh nhân cũng quay nó bảo từ bé hôm nay còn thấy ma nó nhập vào cái thằng ấy. Đấy. Có nghĩa là cái lần mà thầy đi mổ cái đốt sống này. Thế là có bệnh nhân ở cùng phòng bị ma nhập. Không, ông ấy xem kênh của Đạt đến rồi. Thế buổi tối thì ông bảo ông ở đâu mà em ở chỗ đầu cầu Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc. Thế ông vừa xem là chữa cái ông ở bên Vĩnh Phúc đây. Thế là ma. Thế ông ở đâu mà tôi ông xem mổ cho nhà chúng con nhà cửa nào bảo nhà ông có một đứa con ma nó nhập 3 năm nay. Định cưới vợ Yên Bái nó dãy bỏ hả? Nó không cho cưới. Ông đúng thì ông nhận đúng thì cái ông bảo đúng như thế. Nhà ông bị tai nạn ông bảo đúng như thế. Thôi vẫn đang chân thôi vẫn chưa khỏi vẫn đi nạn thì sáng ngày hôm sau thì ông ấy lại mang bảo vợ ông ấy đạp xe ra. Đi sang ông ấy cho tiền thì mình lại đời vật mình không lấy, mình lấy mua 5 quả xoài như này thì ông cho thì mình lại nhận. Xong ba ngày sau con nó lại sang. Đúng rồi con ông bị ma làm nên lại sang. Sang là ở chỗ ở đâu mà ở bệnh viện Nam. Thì đi vào cổng lên thì Giang Văn Sang nó đón, nó xuống nó đón. Xong nó nói bình thường như mình xong tự nhiên ma nó nhập vào. Nhập vào thì ông lại nịnh mãi ngọt nó không nghe, giảng nó không nghe thì mình bảo là Bố mày nịnh ngọt mày không nghe thì mày ở đâu? Nó bảo nó ở bên cạnh cái nhà hàng xóm là ma tàu nó chôn ở đấy. Thì là nhập thằng này là 3 năm nay ở sang nhà thằng này 3 năm nay. Thì nịnh nó nịnh mãi nó chả nghe, nó nịnh giảng không nghe, nó tát cho hai cái mà má bình thường như này thôi. Thì nó khai ra nó là người Tàu. Thì nó nói người Trung Quốc. Thì người Trung Quốc thì nó phải nói tiếng Trung Quốc chứ nhỉ? Nó nói Trung Quốc xong rồi nói tiếng mình cho mình nghe. Đấy á. Thì nó bảo nó này thằng này 3 năm nay nó lấy vợ ở trên Yên Bái nó không cho đấy. Thì mình nói đúng như thế xong nó lại khai đúng như thế. Xong bảo mày có thích lên chùa không? Nó bảo nó không thích lên chùa. Cho vào địa ngục nha. Nó bảo vâng, cho vào địa ngục. Thì xong quay ra thì là nó 10 phần bây giờ hôm xưa nó lại sang 10 phần được 80% rồi. Nó lại đi làm công ty bình thường rồi. Thế là thầy cúng cho hay là sao? Mình ấy cho nó trong bố nó bảo hôm nào khỏi thì sang hộ cho nó tí. Đảo lại bát nhang thường phần cho nó. Đấy cái ông ấy. Thưa quý vị là những cái câu chuyện về tâm linh ấy thì nó cũng rất là nhạy cảm. Và thực tế là có người tin mà có người cũng không tin đâu. Và thầy Hồng đây thì cũng chia sẻ những cái câu chuyện thực tế của thầy đã trải nghiệm để mà lan tỏa tới mọi người thôi. Chứ còn thầy cũng không phải là lấy tiền buôn thần bán thánh gì cả. Thầy chỉ là giúp đời giúp người thôi. Thầy cũng không phải vì cái đồng tiền, đúng không thầy? Đúng. Đấy, thầy mà vì đồng tiền thì bây giờ nhà cửa của thầy đã hoành tráng hơn nhiều rồi, đúng không thầy? Đúng. Đấy, thì nói chung là thầy rất là xong, người có tâm có đức đấy. Xong em mới bệnh nhân với bác sĩ lại chụp cái điện thoại. Xong về bảo, xong một lúc nó thăng, nó nói đến
được một tiếng hồ, xong nó thăng, xong nó về, nó bảo thôi cháu về chú ạ, hôm nay cháu lên chơi. Xong bệnh nhân nó quay quay điện thoại, nó bảo ông ạ, hôm nay con công nhận của mà đấy, mà Trung Quốc, nói Trung Quốc đúng không ạ? Nói tiếng Trung Quốc. Ừ. Ông có quay được video không? Không video, mình đâu để anh quay được. Ừ. Bệnh nhân nó quay, cái thằng ở chỗ mà chữa, bác sĩ cũng quay. Bác sĩ cho cái thằng gì mà mình chữa cho hai mẹ con cái mà đứa con nó đẻ con dở đấy nha. Vâng. Đấy thằng ấy bị xe taxi vợ xe taxi ở ra đâm Nội Bài nó đâm vào đấy, nó cũng quay trực tiếp mà. À. Đấy. Vâng. Chỗ cái nàng mà cái bà nhưng mà đứa con dở dở mà nó rác nó về ấy, nó đầu nó kết đấy nhà nàng ấy là nàng thanh bệ nhỉ. Vâng. Thì thầy có thể là nhân tiện đây đang ở trên kênh Đạt Đến Rồi đây, thầy có thể chia sẻ một cái câu chuyện nào đấy mà thầy cảm thấy là tâm đắc nhất, mà cảm thấy là cái công việc của mình làm gọi là nó ngoạn mục nhất không? Mình thì chỉ có giúp người thôi, có lấy đồng nào nào. Và ý là như thế, nhưng mà thầy kể thử một cái vụ mà thầy làm thầy cảm thấy là tự hào nhất. Tự hào đấy, hôm xưa cố hôm xưa mày mà cái thằng mà nó dưới gạch đấy gọi đấy. Và cũng về thăm miếng đất nhà bà ấy. Và cũng con bà lại không lấy chồng, xin được một đứa con nuôi, cũng dò như thế. Vâng. Thì hôm nào trong thì bà cũng bảo này lấy hết bao nhiêu tiền xe taxi để con về con già. Thì về thì thằng ấy nó lại cũng đi nấu cháo từ thiện rồi. Vâng. Thì nó cũng bảo nó gọi mãi, xong hôm ấy nè cái bà ấy, mấy thằng ấy nó lại về trong để xem cho bà ấy. Vâng. Bà ấy là không lấy chồng. Vâng. Xin một đứa con nuôi, hoàn cảnh nghèo lắm, cho bà cũng nào hôm nay em khỏi á, thì em bảo cháu đạt cho nó quay hoàn cảnh nhà bà có thế nào. Có được đoạn nào để giúp đoạn ý, nó bảo thầy có về thầy xem hộ lại cho con, nập điện phá điện rồi. À. Bây giờ lại nập cây nhang lại vào cái chỗ chuồng chuồng bò chuồng lợn nhà ta. À. Xong bảo bây giờ bà đập bỏ cái này đi và tu lại vào trong nhà bà đi, hôm nào tôi về tôi cũng rồi, hôm nào càng đạt nữa thì về cũng ấy lại đi. À. Thì ấy còn một mình hôm nay tôi đau quá, tôi chỉ nói mấy bà mấy cô để tôi về. À. Thì tối hôm ấy thằng ấy nó cũng ở đấy nên xin số điện thoại, nó bảo hay là thầy nữa thôi mà nó ở nào được. Xong tối hôm ấy nó gọi điện cho cháu đấy cái gì nữa. Và đấy thì thầy tiện đây hôm nay thầy xem luôn cho cháu đi, xem là xem tương lai cháu như thế nào, vì đường hậu vận tiền vận là được. Vâng. Hôm xưa tôi bảo định vào cái hôm ấy có cái ông chứng Mỹ thì vào định đắn hôm ấy lại trong lại đi bệnh viện, thì bảo bà hôm nay có cái hôm nay cũng lễ tạ và cũng nói bảo em khuân bảo thôi, thì hôm nay em cũng nhờ cái thằng đó, khuân bảo được này không yên việc bạn này đâu. Về tạ ngay. Thầy có thể nói rõ về xem cho con đi thế nào. Nói xem rõ. Cái chỗ đất ở khám bệnh bây giờ. Mà. Về bây giờ mày tạ năm ngợi năm hàng cúng quốc vương đi. Mà. Đường âm, đường trần với đường âm thì nó nặng, vì đường âm thì nó mới đón khách cho mình về. Mà. Năm ngợi năm hàng mới 2000 bộ quần áo chống sinh để khao đi. Mà. Cho nên lấy khách thì nó mới dẹp được cả đường âm cho chị đường trần. Mà. Nói ngay lúc ban đầu hàn thay lại đi. Cái chỗ phòng mày làm việc này cũng làm lại đi, chấn chạch cái thời cho nó yên chỗ yên. Và mới yên được. Và ở trên đấy còn nhiều. Thế cụ dạo này cụ có khỏe không cụ? Đúng, nhờ giờ khỏe. À, khỏe ạ? Khỏe. Cụ còn đau ở đâu nữa không? Chỉ có cái tiêm cái mũi 4 ạ. Vâng. Thỉnh thoảng nó cứ lên nó chóng mặt. À. Nó lại cái mũi 4 đề kháng của mình nó kém, từ cái độ nó cứ chóng mặt. Wow. Chóng mặt nó này cứ buồn nôn, nhưng bây giờ cứ uống nhiều thuốc thì nó đỡ nôn rồi. Wow. Nhưng nó vẫn còn thỉnh thoảng vẫn chóng mặt. Wow. Thế cụ năm nay là bao nhiêu tuổi cụ nhỉ? Vừa 90, chẵn sinh năm 33. Wow. Thì năm nay là vừa 90. À. Thế thì kính thưa quý vị, là cụ cũng là một khán giả rất là thường xuyên xem kênh Đạt Đến Rồi, thì chắc là cụ đang nắm giữ kỷ lục là khán giả nhiều tuổi nhất trên kênh Đạt Đến Rồi đấy. Chú là chia sẻ là mổ rồi và cũng nẹp đốt sống rồi thì rất là khó xử lý. Khó. Và nếu mà chưa mổ chưa can thiệp gì ấy thì bên cháu xử lý đơn giản. Những cái trường hợp này cái tay liệt thiệt kia thì không nói, có thể là 50-50 là có thể là được, có thể là không, nhưng mà riêng cái tay tê này là xử lý hết tê luôn đấy, và nó trở lại như bình thường luôn đấy, nhưng mà chú ấy nẹp đốt sống rồi khó quá. Và đôi khi là nó chú thử, tôi đang đau ở chỗ này này, như đây này. Vâng. Chú thử lấy cái thuốc của thầy đắp thuốc để rồi xem nó có thấy đỡ, nhưng mà đỡ để tiếp tục đắp. À vâng, thì đây sang đây cháu đắp luôn cho. Đây, cho. Đây, à, vâng.
cứ sang đây nằm đấy chứ. Đấy nằm đây luôn, cho đắp cho luôn. Đây. Đấy nằm ở đây. Vâng, tiện đây luôn này. Cháu nói chung là cái cá tính của cháu là cứ thấy ai bị đau ốm yếu gì là mình rất là quan tâm. Quan tâm đến sức khỏe. Mà đôi khi là thưa quý vị là quan tâm đến sức khỏe người khác nhưng mà lại còn quên quan tâm đến sức khỏe của mình ấy. Thật đấy. Là như thế đấy. Rất quan tâm đến người khác nhưng mà lại đôi khi lại cứ không quan tâm đến sức khỏe của mình. Vâng. Đồng Phong vào nha. Vâng vâng. Đúng là anh Phong vào thì con sẽ đưa thuốc xương khớp cho ông uống này. Thuốc thang đấy, đun uống hàng ngày. Đó, ông làm gì cả. Với cả thuốc Phúc Lâm Can nữa, giải độc gan ấy. Đấy, cho nó ấy đi. Còn ông đau hai bên vị trí này, khả năng là nó đau ở bên thận ấy. Nào ông dịch chân vào trong nữa đi ông. Đấy, ông đau ở đâu? Đây gì? Đây gì? Đúng không? Đấy, nó nhai ngộ ở đây. Đây, đúng không? Đúng. Hai bên này, vâng. Còn dán luôn cho ông. Ông mà không bị mổ rồi á thì nó đạn đơn giản. Đúng rồi. Phải ngay. Còn mổ rồi thì nó hơi mới năm trời ông để mà nó đạn. Này 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 này. Những ngày đầu tiên là chú đã thấy đỡ nhiều rồi lắm. Nếu mà làm được thì mỗi ngày một lần vào dán. À. Bảo nó để cho một hộp này. Không, để một hộp xong rồi chú về chú tự dán được mà, nhờ người nhà dán cho. À. Đấy, chú dùng là chú sẽ cảm nhận được ngay luôn. Mang nhiều không? Hay là mang nhẫn hộp này? Mang một lọ cho ông thôi. Thì đấy, anh liên hệ với nó, xin số điện thoại mà bảo nó để. Đấy, ông cứ dùng, ông trải nghiệm xong thì như thế nào thì ông lấy đã. Ông hiểu không? Đấy, cứ dùng thử đi đã. Mà đảm bảo là kiểu gì ông gọi ông đặt. Tại vì là cái này rất là tốt, mình đã áp dụng cho rất là nhiều bệnh nhân rồi. Đấy. Thấy bên trái thì mát mát. Đây này, có tác dụng là tiêu viêm, giảm đau, phá huyết, hoạt huyết mạnh, tái tạo các vùng cơ đã bị tổn thương. Dùng trong các trường hợp thoái hóa xương khớp, gai vôi đốt sống, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, đau dây thần kinh tọa, đau đầu gối, tràn dịch khớp gối, hạn chế vận động, đi lại khó khăn, bệnh viêm khớp dạng thấp, viêm đa khớp, gút, phục hồi chức năng vận động sau tai biến. Đấy. Đấy. Công dụng của nó là như thế. Đấy, anh em về. Rồi. Thôi. Đấy, hai ông nằm ngủ với nhau đi. Con rồi chắc là xin phép con về đây, nhà cũng nóng việc quá. Thôi, thầy hôm nay ra vẫn còn cười tươi như thế là tốt rồi. Đấy, thầy cố gắng là tẩm bổ ăn uống điều độ để mà hồi phục sức khỏe nhanh chóng để còn đi giúp người giúp đời thầy nhá. Đấy, cũng chỉ mong là thầy sớm hồi phục sức khỏe để mà còn đi giúp đỡ những gia đình mà khó khăn bị úi. Đấy. Đau lắm không? Nên là đau hai đi, đi được không? Đi được. À. Đi chậm thôi. Thế là thầy đổ bê tông à? Đổ bê tông là bên đội nào? Bê tông tản viên à? Đổ bê tông là phải xem ngay đấy. Được, được. Chính xác. Vâng, thưa quý vị là khi mà nghe được thông tin thầy Hồng bị gặp nạn ấy thì là Đạt cũng rất là lo lắng. Tuy nhiên thì khi mà ra đây là thấy nụ cười vẫn nở trên môi của thầy
thì Đạt cảm thấy cũng rất là vui và yên tâm. Đấy, chỉ mong rằng là thầy sớm hồi phục sức khỏe thôi. Như thế là ổn rồi. Đấy, thì chắc là video của Đạt tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị nhé.